Xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Thông thường thì hội chị em thường mách nhau rằng muốn biết người phụ nữ có hạnh phúc trong hôn nhân hay không thì hãy cứ nhìn vào nụ cười trên gương mặt của họ. Bởi nụ cười của một người có cuộc sống viên mãn sẽ mang một sắc thái riêng, tràn ngập niềm vui và rạng rỡ. Và để kiểm chứng điều này thì netizen xứ Trung cũng đã đem nhan sắc của bốn mỹ nhân đình đám vừa trở lại sau một thời gian nghỉ sinh đặt lên bàn cân. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Thứ nhất, Đường Yên. Trở lại sau một thời gian dài nghỉ sinh thì Đường Yên đã nhận được nhiều lời chê bai khi tác phẩm Yến Vân Đài hóa bom xịt, và từ đó đến nay thì đã gần một năm sự nghiệp của bà xã La Tấn vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Thậm chí thì cô còn bị cho là đang đi lùi lép vế chiếc dàn tiểu hoa đán sinh cuối 8X. Trái lại về nhan sắc thì Đường Yên nhận vô số lời khen ngợi sau khi tái xuất, ngay cả trên sóng livestream ở góc quay gần, nữ diễn viên vẫn tự tin để mặt mộc khoe làn da mịn màng, thân thái rạng rỡ. Từ nụ cười đến khóe mắt của cô đều ánh lên vẻ ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc. Thứ hai, Đường Nghệ Hân. Chỉ sau 5 tháng sinh công chúa đầu lòng, Đường Nghệ Hân đã có màn tái xuất khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ. Tham dự một sự kiện thời trang, bà xã Trương Nhật Quân diện váy bó sát, khoe bờ vai trần mảnh mai cùng đường cong cơ thể quyến rũ. Ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào, gương mặt tràn đầy sức sống của nữ diễn viên, thật khó mà tin được rằng cô đã là bà mẹ bỉm sữa. Nhan sắc của mỹ nhân độc cô thiên hạ chỉ có thêm phần mỹ miều chứ chẳng hề giảm sút. Đến cả ông xã Trương Nhật Quân cũng không kìm nén nổi mà phải khoe hình vợ với toàn thế giới. Dân tình thì coi đây là màn ngầm đánh dấu chủ quyền của anh chồng quốc dân. Thứ ba, Chu Lệ Dĩnh. Tương tự như các mỹ nhân trên, sau khi sinh con cho Phùng Thiệu Phong, Chu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuốt nà. Cô cũng lập tức tái xuất với dự án Hữu Phỉ đóng cùng Vương Nhất Bác. Tuy nhiên thì sau khi những hình ảnh của Hữu Phỉ được tung ra thì chúng ta có thể nhận thấy rằng ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh đã khác xưa rất nhiều. Thông qua loạt ảnh hậu trường, nhìn thấy đôi mắt của cô trũng sâu, lộ rõ sự mệt mỏi, không còn vẻ trong trẻo như trước. Tình trạng này có thể nhìn thấy rõ hơn thông qua buổi livestream gần đây nhất của Triệu Lệ Dĩnh sau khi cô công khai ly hôn. Ở hình ảnh zoom cận mặt, vết chân chim và nếp nhăn đều xuất hiện, dù người đẹp cố gắng nở nụ cười tươi nhưng cũng không thể giấu được dáng vẻ mệt mỏi. Chưa hết thì nhiều dân mạng còn nghi ngờ Triệu Lệ Dĩnh đã đội tóc giả khi xuất hiện trước công chúng. Thật ra thì điều này cũng không quá khó hiểu bởi rụng tóc là trạng thái thường gặp ở nhiều phụ nữ sau khi sinh con. Có lẽ nhiều khán giả từng ấn tượng với Ngô Thiến khi đảm nhận vai Tiểu Mặc Xanh trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Sau này khi đóng trong những bộ phim thần tượng như là Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi, Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm, cô cũng đem đến sự trẻ trung tràn đầy sức sống. Đặc biệt nhất là người đẹp sở hữu một đôi mắt biết cười, ngây thơ và trong sáng. Bỏ đi một thời gian khi sự việc Trương Vũ Kiếm thừa nhận có con gái với Ngô Thiến thì chúng ta mới để ý rằng nhan sắc của cô đã thay đổi rất nhiều. Nét đẹp của một nữ thần thanh xuân khi xưa đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây người ta chỉ thấy một nữ diễn viên có hốc mắt trũng sâu, bọng mắt to, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn cô ấy như tăng thêm đến cả chục tuổi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa, và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.